Xin chào bà con. Hôm nay trời mưa cho nên mình đi vô cái museum Anderson Grand Hall của Bà Luôn nha. Trời ngoài mưa quá, Bà Luôn không lên được. Thank you.
là kinh khí kinh khí cầu của các nước Australian Belarus, Belgium, Brazil, Canada. Cái này nó vỏ may là ta leo lên đó ta ngồi á, xong đây họ đốt ga để cho bò luôn nó bay lên. Này là đại hội bò luôn nè, giống như vậy nè. Bữa nay trời mưa. Hello anh Linh. Bữa nay trời mưa á, bò luôn không có lên được. Bữa nay trời mưa cho nên không lên được. Chỉ vô cái museum coi. Này bò luôn này chiến tranh nè. Năm nay là kỷ niệm 50 năm nha. Từ thứ bảy tuần rồi cho đến tới chủ nhật này là 50 năm anniversary.
lầu coi đó có cái gì. Mấy cái này à, nguyên cái chiếc này là nó có cánh quạt á. Có cánh quạt nó tống đi nè. Cái này là cái đầu hả? Và con à, lái chỗ đó hả? Xong là cái này cái đuôi, có cây cầu bắc ngang qua nữa nè.
còn bên kia nữa, để đi vô coi. Cho mấy đám kích National Championship. Okay. Well, I'm not far from you. I'll see you.